Xin chào mừng quý vị và các bạn thân mến đã quay trở lại với kênh tin tức Sao Việt. Và sau đây là bản tin Hồ Quang Hiếu gây ấn tượng với hình ảnh võ sĩ boxing trong MV mới. Đây cũng là hình ảnh mà Hồ Quang Hiếu muốn thay đổi trong dự án âm nhạc mới của mình. Mới đây, Hồ Quang Hiếu đã chính thức ra mắt MV Sẽ Nói Dối Để Em Vui được đầu tư kỹ lưỡng. Trong MV mới nhất này, Hồ Quang Hiếu thể hiện diễn xuất với hình ảnh một anh chàng võ sĩ đấm bốc boxing mà nhiều Hiếu đã nhận định. Bên ngoài là người đàn ông cứng rắn mạnh mẽ nhưng cũng có những yếu đuối nhất định trong chuyện tình cảm. Nghệ sĩ ai cũng sợ những sản phẩm của mình bị bão hòa. Vì thế, Hiếu phải luôn cố gắng để làm mới, thay đổi hình ảnh của mình để được khán giả cảm thấy thích thú và yêu mến hơn. Hồ Quang Hiếu hóa võ sĩ boxing trong MV mới. Lý giải cho tên bài hát và sự lựa chọn khi sản xuất MV Sẽ Nói Dối Để Em Vui của nhạc sĩ Tường Quân, Hồ Quang Hiếu nói: đôi khi, trong tình yêu mình cũng có lúc phải nói dối để giữ được hạnh phúc, miễn là lời nói dối đó không gây tổn hại đến ai là được. Và trong tình yêu, có thể mình rất muốn người khác được hạnh phúc, tuy nhiên mình không đáp ứng được những mong ước nhu cầu của người ta, thì mình đành phải nói dối để người ta có thể có một tình yêu vui vẻ và hạnh phúc hơn mình. Hồ Quang Hiếu cũng tự nhận mình là người yêu nhiều. Tình yêu đối với Hiếu có những cảm xúc rất lạ. Bởi vì thấy khi yêu ai đó, Hiếu luôn yêu hơn chính bản thân mình. Khi người yêu bệnh, cảm thấy đau lòng vô cùng. Thông qua MV này, Hồ Quang Hiếu cho biết anh muốn gửi một thông điệp đến các bạn trẻ khi yêu. Hãy luôn biết trân trọng người mình yêu và luôn yêu hết mình với tình yêu dành cho người ấy. Dẫu biết sẽ có lúc phải nói dối để em vui. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!